cùng mình đi bắt cao cao đi. Hôm nọ ở trong vườn này lắm cao cao lắm các bạn ơi. Xem nào. Wow, cái gì đấy các bạn ơi? Wow. Ồ, ai ô xin mà, cái gì đây? Wow, sao nhiều cái gì này? Xem nào. Ú chà các bạn ơi. Wow, một em xe. Các bạn ạ, wow, một em xe tải bị dính bẩn này. Wow, không biết ai vứt em ở đây ấy. Bị rơi chắc là lâu ngày rồi các bạn ạ. Một em xe tải này. Đấy, wow. Wow, em này xịn xò chưa? Mở được cả nắp thùng luôn để chở hàng đấy các bạn ơi. Một em super chắc nha. Ây, em gì đây, em gì đây? Wow, các bạn ơi. Đây là một chiếc xe bán tải này, pickup truck. Đấy, Mark Power. Wow, rất là xịn xò luôn. Đấy, em này có thanh thể thao các bạn nha. Rất là xịn xò luôn. Ba hàng bánh nha. Wow. Let's go. Cái gì đây? Wow, các bạn ơi. Đây là một em xe nâng này. Đấy, một em xe nâng hàng nha. À, xe nâng hàng như kiểu đầu dơ móc luôn này. Có thể quay được các bạn nhé. À, chiu, chiu, chiu. À, ok. Rồi. Wow. Một em mô tô địa hình. Wow. Mô tô địa hình các bạn nha. Đấy. Xem nào. Wow. Em này hơi bị xịn xò luôn nha các bạn ơi. Đấy. Rồi. Thế nào. Wow. Ý chà các bạn ơi. Đây là một chiếc xe cần cẩu này. Đấy. Đấy chà, cần cẩu này hơi bị dài luôn này các bạn này. Đấy, quay được không? Wow, quay được luôn, xịn xò chưa? Wow. Đấy. Một em xe cần cẩu các bạn nha. Great. Ok. Đấy. Wow, Mr. Chuck. Một em xe chở bê tông các bạn ạ. Wow. Ok. Hey, các bạn ơi, cùng mình đi tìm đồ chơi đi. À, trong vườn này sao ai vứt đồ chơi ở đây nhiều lắm các bạn ạ. Nào, cùng mình đi tìm nha, xem ở dưới này có không nhỉ. Thế nào. Wow, đây rồi, đây rồi. Wow, cái gì đây, cái gì đây, xem nào. Ôi chà. Wow. Ôi chà các bạn ơi. Ai. Một em Lightning McQueen. Wow, Lightning McQueen nha. Ít này, Dinoco. Hey, wow. Wow, em này đẹp không? Hey, có lúc thể thao này các bạn ơi. Hey, rất là xịn xò nhá. Đấy, cho vào đây luôn. Hey, em này đem gì đây? Wow, một em xe cảnh sát các bạn ơi. Xe cảnh sát mở cửa luôn. À, mở được cả nắp cốp này các bạn này. Wow, một em Jungle Rover. Hey, police. Hey, wow, xịn xò chưa? Ok. Rồi, xem nào. Wow, một em xe thể thao. Wow, mở cửa luôn này các bạn ơi. Đấy. Wow, wow. Đấy, em lại còn kêu cơ. Đây, khoang máy của em đấy. Thì em lại xịn xò chưa? Rồi, cho vào đây nhá. Các bạn ơi, đi tìm tiếp nha. Let's go. La 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 la. Trong này có gì không nhờ? Thế nào? Úi chà, không có gì rồi. Thế nào, đi tìm xem còn nữa không nha. La 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 la. Chà, đây rồi, đây rồi, đây rồi, các bạn ơi. Wow, 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 wow. Ai, cái gì đây, cái gì đây? Wow, các bạn ơi, đây là một chiếc xe cảnh sát này. Protect the people. SWAT, police. À, em này là một em xe cảnh sát đội cực nhanh nhá, SWAT. Ây, mở cửa luôn. Ây, các bạn nhìn thấy không? Xịn xò nhờ? Ây, quá xịn xò luôn. Ây, chà, wow. Ý, ok. Ui, em xe cảnh sát siêu bự khổng lồ này các bạn ơi. Ơi, mở cửa luôn này. Ơi, các bạn thấy không? Wow. Ấy. Ấy. Chà. Wow. Em này xịn xò chưa? Bạch. Bạch. À, đóng cửa nha. Bạch. Chà. Police car. Đấy, cho vào đây nha. Ấy. Wow, các bạn ơi. Đây là một em rocking car. Wow, một em xe đua. Rocking car số 96 các bạn nha. Đấy, mở cửa này. Mở cửa cánh chim này. Ấy. Wow, mở cửa cánh chim luôn. Đấy, các bạn thấy không? Wow, em này xịn xò. Wow. Cái này mở được không? À, mở được khoang máy này các bạn ơi. Ôi da, em này xịn xò chưa? Wow. Vào đây nhá. Xem trong này có cái gì không nhỉ? Ui. Wow. Cái gì đấy các bạn ơi? Wow. Rất nhiều xe đồ chơi và em siêu nhân đang bị mắc kẹt này. Nào, cùng mình cứu em ra nào. Wow. Em bị mắc miếng đất rơi vào xe rồi. Wow. Chà. Wow. Ui chà các bạn ơi. Rất là nhiều luôn này các bạn ơi. Đây là em gì đây? À các bạn ơi, đây là một em Tayo bớt. Một em xe bớt 1339 nha. Đấy, một em xe bít Tayo. Tayo bớt. Wow, nhiều đồ chơi quá.
À đây nữa này các bạn này. Đây là một chiếc xe gì đây? À đây là một em Captain America and Moto. Một em siêu nhân Captain nha các bạn nhé. Đấy, siêu nhân Captain rất là đẹp trai luôn. Em đeo một cái khiên này. Đấy, khiên bảo vệ của em ở đấy. Ok. Cho vào đây nhá. Ui, gì đây? Wow, các bạn ơi, một em xe đầu kéo máy xúc này. Rất là đẹp luôn. Wow. Ui chà. Wow. Rồi, một em Excavator and Tractor. Wow. Ai chà, cho vào đây nhá các bạn ơi. Đấy, wow, nhiều không các bạn thấy không? Nhà thấy rất nhiều đồ chơi luôn. Nào, cùng mình đi tìm tiếp đi các bạn ơi. La 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 la. Chiu 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 chiu. La la la. Ui, đây này các bạn ơi. Wow, cái gì đây, cái gì đây? Wow. GT Excavator. Wow, một em máy xúc này các bạn này. Đấy, máy xúc màu da cam. Ui, đồ màu đỏ này. Cần màu vàng da cam này, màu xanh này, da cam này. Chú lái máy xúc màu xanh này. Wow, bánh xích màu hồng luôn. Em này quá là cute các bạn ơi. Wow, Excavator, mình cho vào đây nhá. Tiếp tục nào các bạn ơi. Wow. Ui các bạn ơi, đây là một chiếc xe cứu thương này. GT Ambulance. Đấy. Ui. Đấy, mở cửa luôn các bạn ơi. Trong này có cả cái gì đây? Mình xem nào, mở cửa này xem nào. Cái gì đây nhỉ? Wow các bạn ơi. Đấy, đây là một chiếc giường của bệnh nhân này. Đấy, có thể kéo được nhá. Mở ra được này. Đấy. Chiu, đóng cửa vào này. Đấy. Đấy sao. Em phải quá xịn xò luôn. Chiu chiu. Đấy. Wow. GT Ambulance. Ok. Ui em gì đây? Thế nào? Wow, lại một em xe khác nữa này các bạn ơi. Một em xe chở xăng dầu nhá. Hè, Mobile Tanker. Ok. Let's go các bạn ơi, xem nào. La 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 la. Ui dồi ôi, cái cây hoa đẹp quá này các bạn ơi. Đẹp không? Ui, cái gì đấy các bạn? Wow, xem nào. Ui chà, để anh cứu nào. Sao nhiều đất rơi vào đây này. Wow, cái gì đây? Ui chà, một em xe cảnh sát các bạn ơi. Police. Rồi, police. Đây, một em xe cảnh sát nha. À, xe cảnh sát bé xíu mà mở cửa luôn. Đấy, các bạn thấy không? Xịn xò chưa? Đấy, mở cửa được nha. Rồi, các bạn thấy không? Rất là xịn xò luôn. Ok. Ui, một em Excavator. Máy xúc này các bạn ơi. Rồi. Ucha. Wow. Ucha. Xúc đất nha. Ai chà. Wow. Ucha, em này xúc nhiều đất các bạn ơi. Đấy. Wow. Cái máy xúc này rất là khỏe luôn các bạn ạ. Rồi mình cho vào đây nha. Xem nào. Ucha các bạn ơi. Một em Spider-Man and car. Wow, Spider-Man car. Một em xe siêu nhân, mô tô luôn các bạn ạ. Đấy, xe của người nhẹ nha. Đấy. Hi cha. Rồi, cho vào đây. Hi hi, nhiều quá các bạn ơi. Đây nữa này, một em police car, speed car. Đấy. Xe cảnh sát các bạn nhá. Và một em xe lù roller. Mình cho vào đây các bạn nhá. Nào, cùng mình đi bắt cào cào và hái hoa nha. Ui. Wow, cái gì đấy các bạn ơi? Wow. Ucha. Ây, xả cái gì đây? Wow, các bạn ơi. Ở trong vườn có một chiếc xe ô tô này. Hè, không biết ai vứt ở đây nha các bạn nhé. Một chiếc xe test các bạn ơi. Rồi. Wow, có thể mở được cái nắp này các bạn này. Trong này đổ nước vào đây nha các bạn nhé. Đấy, mẹ nắp vào này. Ây, xả. Wow, một chiếc xe rất là xịn xò luôn. Hè, không biết ai vứt đồ chơi ở trong vườn nữa các bạn ạ. Cùng mình đi nhặt đồ chơi về nhá. Xem nào, à, cái này bị gãy này. Mình sẽ lắp vào đây cho em mình nhá. Đấy, lắp vào đây. Ok, một chiếc máy xúc ha. À, đây là chiếc máy xúc có thể quặp gỗ này các bạn này. Đấy, wow. Wow. Ui chà. Máy xúc cần dài nhé các bạn nhá. Ok, let's go các bạn ơi. Nào, cùng mình đi tìm xem nào. La 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 la. Ui, đây này các bạn ơi. Cái gì đây? Wow, cái gì nhỉ? Ui chà các bạn ơi, đây là một chiếc xe thể thao Monster Truck 4x4 Sport. Wow. Đấy xa. Đấy, bánh quay rất tít luôn. Wow.
Ấy, các bạn thấy không? Quay tít không? Ơi. Chiu, giảm sóc này. Chiu chiu chiu. Ok, cho vào đây nhá. Ui, cái gì đây các bạn ơi? Wow, cái gì đây, cái gì đây? Wow, các bạn ơi, một em siêu nhân húc màu đỏ này. Hi, trong này là cái gì đây? Wow, bụng của em có 6 múi luôn. Em rất là khỏe các bạn nhá. Achcha, achcha, achcha. Wow, một em siêu nhân húc các bạn nhá. Ok. Ai da. Nào các bạn ơi, cùng mình đi tìm đồ chơi tiếp đi. Thế nào, trong vườn này có cái gì nữa không nào? La 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 la. Ui, cái gì đây các bạn ơi? Wow, các bạn ơi, một chiếc xe ben. Ai da. Nào, em bị mắc kẹt dưới này các bạn ơi. Cùng mình cứu em đi lên nhá. Ê, nè, 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 nè. Quay, nè, 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 nè. Wow, đổ rồi các bạn ơi. Ý cha. Wow, đổ ben nha. Bạch chú. Wow, em gì đây các bạn ơi? À, đây là một chiếc xe cảnh sát này các bạn này. Một em Police Car 369-396 Highway Patrol Man. Wow. À, đây lắp pin các bạn này. À, lắp pin vào đây nha. Đấy. Wow, gạt công tắc để chạy này. Wow, ok. Tí về mình lắp pin ra mình nha. Nào. Wow, đây là một chiếc xe lu các bạn ơi. Đấy, một chiếc xe lu xịn sò nha. Roller. Đấy. Wow, ok. Rồi. Ý chà các bạn ơi. Đây là một chiếc xe bus. Đấy, đóng cửa này. Chiu, đóng cửa vào nha. Đấy, đóng cửa vào nào. Chiu, chiu, chiu. Đấy. À, một em xe buýt điện. À. Ok, let's go. La, 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 bí. Cái gì đây, cái gì đây? Wow, các bạn ơi. Đây là một chiếc xe monster truck 6 bánh. Ây, rất xịn sò luôn. Này, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này. Ui, 6 cái lốp xe luôn. 3 hàng bánh các bạn nhé. Có cả vô lăng lái xe ở trong này. Đấy, em này hơi xịn sò luôn. Wow, các bạn thấy quay tít không? Em này quá tít luôn nhá. Quay tít cho các bạn nhìn nhá. À, đi ở trong cỏ luôn. Wow, các bạn thấy không? Em này đi rất là khỏe luôn nhá. Rồi, cho vào đây. Một em monster truck. Ê, em này em gì đấy các bạn? À, đây là một em xe trượt bê tông. Một em mixer truck. Wow, xe trượt bê tông màu da cam luôn này. À, đầu thì màu xanh này. Wow, mixer truck. Wow, xe bánh trơn các bạn nhé. Ok, let's go. Come on, come on. Đi tìm tiếp nào các bạn ơi. La 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 la. Chiu chiu chiu. Đây rồi các bạn ơi. Wow. Ai, một em Mini Cooper màu xanh. Lốp thì gầm cao nhá. Mini Cooper nhưng mà gầm cao nha em này. Xịn sò luôn. Ây, lốp lái này các bạn này. Rồi, lốp lái được luôn. Xịn sò chưa? Này, quá xịn sò luôn nhá. Này, ok, cho vào trong này nhá. Rồi, đi chợ. Ây, lại một em Mini Cooper nữa đây. Đấy, xịn sò chưa? Mở cửa luôn. Rồi, giờ lái xe này các bạn này. Đấy, vô lăng lái xe luôn. Đấy, xịn sò chưa? Rồi, trong này nhá. Đấy, tiếp tục đi các bạn ơi. Ui, ở đằng xa kia có cái gì đây các bạn ơi? Xe nào, đằng này có cái gì đây? Wow, 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 wow. Ui, chà, một em cần cẩu sữa bự khổng lồ các bạn ơi. Ôi, đang chở một em xe máy ủi này. Wow, một em máy ủi màu xanh nhá. Một em bulldozer. Đấy, bulldozer màu xanh nhá. Đây, cho vào đây luôn. Đấy, cho vào đây. Ây, da. Ây, em cần cẩu này mở được ở đâu luôn. Trong này có khoang máy này các bạn này. Đấy. Đấy, wow. Ây, da, một em cần cẩu siêu bự luôn các bạn ơi. Ây, da. Các bạn thấy không, em cần cẩu rất là đẹp nhá. Đấy. Rồi, mình cho vào đây nha các bạn ơi. Chiu 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 chiu. Ui, đây rồi các bạn ơi. Wow, cái gì đây các bạn ơi? Wow, để mình cứu em ấy nhá. Rất là nhiều đất này các bạn ơi. Ui chà. Wow, các bạn ơi. À, đây là một em xe ben. Xe ben tractor. Wow, dumper tractor. Một em xe ben đầu kéo nhá. Đấy, có thể đi được không? Wow. Wow,
xe Ben này xịn sò lắm. Em này rất là khỏe các bạn ạ. Đầu kéo này rất là khỏe nhá. Đổ Ben được luôn này các bạn này. Đấy, chà. Ok, Doom Protector. Ok. Wow. Wow các bạn ơi. Một em xe cảnh sát Sportmark này. Wow, Fast Sportmark Zaker Police. Đấy. Wow, em này xịn sò lắm. Xe cảnh sát đi rất là nhanh các bạn nhá. Xe này ấy có thể đuổi bắt cướp được đấy. Wiu. Ok. Wow, một em siêu xe cảnh sát Police. Rồi. Wow. Rồi, mở cửa luôn. Ôi chà. Ôi, có đuôi lướt gió nha các bạn nha. Đấy. Trong này là khoang lái này, có vô lăng này. Ê, em này quá xịn sò nha các bạn nhé. Rồi, cùng cho vào đây. Các bạn ơi, cùng mình đi tìm tiếp nào. La. Chiu. Xe nào còn nữa không nha các bạn ơi. La. Ui, đây rồi các bạn ơi. Wow. Đây rất nhiều đất đang chèn các em bên này. Để anh cứu nha. À, cứu các bạn thế nào các bạn ơi. Wow, cái gì đây. Ui chà các bạn ơi. Một em xe cần cầu cứu hỏa này. Phải chắc nha. Ai chà. Wow. Ây. Đây, các bạn ơi, có ống dẫn nước nha, để cứu hỏa nha. Đây, đây có súng bắn nước này. Súng bắn nước này có thể bơm được ra nước đấy các bạn ơi. Một em xe cứu hỏa phai chắc nha. Đây, lốp có thể quay được này các bạn này. Đấy, có thể lái được nha. Em này cực kỳ xịn sò luôn. Rồi, mình cho vào đây nhá. Ui, em xe được chụp cái tông to thế các bạn ơi. Wow, em này mở được cái nắp luôn. Đây là khoang máy của em đây các bạn này. Wow, một em mixer chắc. Đấy, mở cửa luôn các bạn ơi. Wow. Ấy, quá xịt xò luôn nha. Đây. Các bạn ơi, em này có thể quay bê tông này. Wow. Mixer chắc. Ok. Wow, đẩy hết cái rổ xe của mình luôn các bạn ơi. Đây, đây nữa này. Một em phai chắc. Đấy, phai chắc nha. Crane phai chắc. Cần cầu cứu hỏa đấy các bạn ơi. Wow. Em này xịn xò quá. Đây. Ai chà. Ok. Các bạn ơi, một em cần cầu cứu hỏa nha. Cho vào đây. Rồi các bạn ơi, cùng mình đi về đi các bạn ơi. Nào chuẩn bị đi về nhá. Ui, cái gì đây các bạn ơi. Wow, mình đang chuẩn bị đi về thì mình thấy có một em xe cần cầu rất là to này các bạn ơi. Một em cần cầu siêu bự luôn. Wow, có cả móc này các bạn này. Móc bằng sắt nha, rất là khỏe đấy. Cần cầu siêu bự luôn. Rồi, trong này là khoang lái này các bạn này. Wow, em xịn xò chưa? Đấy. Cho vào đây nhá. Này các bạn này, cho vào đây này. Bạn ơi, ở đây mình thấy có cái gì này các bạn này. À, hôm nay mình đang đi hái hoa các bạn ơi. Mình thấy ở trong vườn cây có cái gì đây này. Wow, cái gì đây các bạn ơi. À, đây là một chiếc xe tractor. Một em xe đầu kéo các bạn nha. Ai, đầu kéo mà có cả máy xúc luôn đấy các bạn ơi. Đây. Wow. Chà. Đấy, một chiếc máy xúc excavator. Wow, các bạn thấy đẹp không? Rất là đẹp nha. Một em tractor and excavator. Wow, một em xe đầu kéo luôn. À, các bạn ơi, ở đây có một chiếc rổ luôn. Mình cho vào rổ nha. Các bạn ơi, cùng mình đi hái rau tiếp đi. Xem nào, xem trong cái vườn rau này. Ui, cái gì đây các bạn ơi? Wow, một em xe máy kéo đang kéo theo một em máy bay trực thăng này. Lên. Wow, chà. Em máy bay trực thăng đã bị ngã rồi các bạn ơi. Nào để anh cứu em nha các bạn ơi. À, đây là một em máy bay trực thăng. Helicopter. Rồi. Quay tít luôn. Ấy. Chà. Chiu. Cho vào đây các bạn nha. Ui, một em máy kéo này các bạn ơi. Đây là bậc thang để đi lên máy kéo nha. Ngồi vào trong này này. Có vô lăng lái xe này các bạn này. Đấy. Em này quá xịn sò luôn. Có cả đèn các bạn nhé. Đấy, lốp này. Lốp này lái được cái này các bạn này. Đấy. Wow, em này xịn lắm. Ui, lốp to. Wow. Ui, cái gì kia các bạn ơi. Xem nào. Cái gì đây. Wow, cái gì đây nhở. Ô chà các bạn ơi. Wow, một em siêu nhân Ultraman nhé các bạn ơi. Nice. Wow, em này là siêu nhân đấy. À chà, bay luôn nha các bạn nha. Ít chà. Wow, hello. Các bạn ơi, mình cho em đứng ở trong rổ luôn nha. Đấy, à các bạn ơi, cùng mình đi tìm tiếp xem nào. Xem trong vườn này có cái gì không nha. La 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 la.
Cái gì đây các bạn ơi? Wow. À, một em xe ben đang chở cái gì đây các bạn? Wow, đùm chắc nha. Chà các bạn ơi, em này đã bị ngã rồi. Nào, mình sẽ cứu em này nha. Em này làm gì đây? Wow, các bạn ơi, đây là một chiếc cần cẩu máy xúc tự hành này. Rồi, máy xúc này cần dài lắm. Má hết chắc excavator. Wow, một em xe máy xúc tự hành nha. Ê, em này làm gì đây các bạn? Wow, một em xe lu các bạn ơi. Đây là một em roller. Em roller màu vàng nha. Đây là em xe ben màu xanh lá cây này các bạn ơi. Wow, mắc chắc. Wow, cho về luôn nha. Cho về nha. Nhiều đồ chơi chưa các bạn ơi? Quá nhiều đồ chơi luôn. Các bạn ơi, cùng mình đi tìm nha, xem là có đồ chơi gì nữa không nha. La 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 la. Chiu 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 chiu. Ui, cái gì nó đỏ đây nhỉ? Cái gì đây? Chà các bạn ơi. Wow, một cái găng tay. Găng tay siêu nhân nha các bạn ơi. Ơi. Wow, xem nào. Mình xỏ tay vào đây nhá. Ách chà. À, găng tay siêu nhân đấy các bạn ơi. Đeo cái găng tay này vào đi đấm bốc thì thích lắm này. Ít chà. À, rất là đẹp luôn các bạn ơi. Ơi. Rồi mình cho đây nhá. Wow, nhiều đồ chơi quá các bạn ơi. Ui, cái gì đây nhỉ các bạn ơi? Cái gì đây? Wow, các bạn ơi, đây là một em tàu hỏa Thomas Jane này. Hello, I am Jane. Wow, đây là một chiếc tàu hỏa Thomas Jane nữa các bạn nhé. Wow, GT Jane. Ok. Wow, em này làm gì đây? Mình đổ ben nhá. GT tăng. Một em xe tăng các bạn nhá. Xe tăng bánh hơi bị đẹp luôn. Bánh này có gai nhá. Đi rất là khỏe luôn các bạn ơi. Đấy. Cái này lắp pin rồi các bạn ạ. Một chiếc xe tăng nhá. Xe tăng quân sự này. Có chú bộ đội đang ngồi trên bắn súng này. Súng máy cử động này các bạn này. Đấy. Con ông pháo nhá. Ok, cho vào đây. Đây, một em xe ben nhá. Xe ben siêu bự khổng lồ màu đỏ. Cho vào đây. Wow, đầy hết một cái xe. Cái rổ luôn các bạn ơi. Nào, đi tiếp nào. Ui, cái gì đây nhỉ? Wow. Chà, trên cây mình lại nhặt được một chiếc máy xúc siêu bự khổng lồ các bạn ơi. Wow. Siêu bự khổng lồ luôn. Ây chà. Mục đất. Nè. Chiu, bam. Wow. Một em máy xúc siêu bự khổng lồ luôn các bạn ạ. Em này là máy xúc màu xanh nhá. Bệ thì màu đỏ này, lốp màu vàng. Đấy, wow, lốp rất to luôn. Gầu cũng màu đỏ luôn này các bạn này, xịn sò lắm, to bằng bàn tay mình luôn, có thể xúc được rất là nhiều đất nha. Đấy, rồi. Mình cho vào đây nhá.